muốn hẹn hò cùng các chàng trai chín chắn và các cô nàng xinh xắn tại app Wow đây ngay. Sau đây sẽ là phần thi thứ 3 dành cho ba anh còn lại. Anh lên đi. Anh cố lên. Anh đang ở giữa. Anh đang ở giữa, anh đồ trắng đấy. Anh đi Minh Ti đứng giữa đi. Ok. Music bắt đầu. Lên như vậy sao chơi lại? Ngân ơi, cố lên Ngân! Lên! Anh Ngân! Anh Ngân! Anh Ngân! Cố lên, đặt trên giọng chơi lầy lắm! Ai ôi, chưa? Anh Ngân, trợ giúp. Sao còn cái này nữa? Xin lỗi, cái này là phải sexy. Có sexy hả? Sexy mà. Và chưa thể tìm ra ai khác cả thì ba Sexy mà. Trên anh ngân dài quá. Nhóm mày hợp ha. Vòng thi này khá khó đối với em. Ba anh đều nhảy ngang sức ngang tài, còn lại đều đẹp trai nữa chứ. Vòng này em lại nhờ các anh bình chọn cho em tiếp vậy. Không. 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi. Đâu. Ôi giời, Nhậm thắng rồi. Người chiến thắng vòng thi này là anh Trần Nhậm. Vòng chung kết đi. Sau đây sẽ là vòng thi quyết định, vòng thi quan trọng nhất. Đó là vòng thi chung kết. Vòng thi chung kết này có một sự đặc biệt khác, đó là ba anh. Ba anh chiến thắng kìa, lên đi. Em xin mời anh Minh Ti. Ủa? Ba đạo cụ là ba anh hả? Vâng ạ. À. Nói chung là không phải đạo cụ mà là người hỗ trợ đó Minh Ti. Xin lỗi anh nha, sau bao năm không gặp lại biến anh thành đạo cụ. Đâu, em vui đâu ở đây này. Ti, em mời anh Vũ Thịnh và anh Phạm Đình Thái Ngân ạ. Chú. Phút này em phải dùng tuyệt chiêu nha Ngân, phải dùng tuyệt chiêu để thắng cuộc. Đạo cụ làm gì ta? Là đứng như vậy nha anh đứng bây giờ ba anh sẽ là ba cây cột để dành cho ba người chiến thắng lúc nãy thi và chọn ra người chiến thắng duy nhất. Em lên đây. Bye bye, chúc em may mắn nha. Xin mời Trần Nhậm, Minh Tú và Cao Xuân Tài. Wow. Nhìn cái cột này anh không có hứng nhảy. Anh muốn cái cột này đúng không? Đây, đúng rồi, cột vàng nè, cột trắng này không. Riêng anh là phải sang đây không. À, đây, mày tới đây, mày tới đây. Ok. Nào. Em xin lỗi trước cho anh Ngân. Các anh sẵn sàng chưa ạ? Yeah. Chưa. Okay. Anh Thái Ngân. Anh đùa. Xin mời Music sẵn sàng. Okay. Cái cột của đúng. Hay quá. Wow. Đổi ba. Sexy hơn nữa đi các anh ơi. Phải sexy hơn nữa. Được, đẹp của bạn đẹp quá. Tài vừa gần nhập rồi đấy. Nhập rồi. Chết.
Tiếng chiêu cuối. Trời ơi, ai của, hồi của. Ôi giả đi giỡn mà. Em cảm ơn phần thi của các anh rất là nhiều. Và sau đây chúng ta sẽ công bố kết quả chiến thắng. Nhưng mà cho tụi anh về chỗ chưa được không? Ok, nhớ bọn anh về chỗ để bình chọn nữa. Cho dạ, đúng rồi. Okay. Em mời các anh về chỗ ạ. Trần Nhậm, Trần Nhậm, Xuân Tài, Minh Tú, Tài, Xuân Tài, Xuân Tài. Kết thúc phần thi, người chiến thắng thì chỉ có một thôi. Và những người thua sẽ bị nhận hình phạt do những người chiến thắng đưa ra. Đó. 1, 2, 3. Số 2. Em là số mấy? Em số mấy ạ? Em số 3. Em số 3. Này, này, thế anh mình chọn nha, em tí về mời anh đi ăn nhá. Ok, ok, ok. Ok, số 3. Okay. Oh no. Sáng tôi muốn nước cho anh ấy. Ừ nhờ. Ai bình chọn Tú à? Đến với em, anh nhất rồi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 người bình chọn anh rồi. Dạ, vậy là phần thi này là anh Trần Nhậm là người chiến thắng. Yeah. Anh phạt hai người thua đúng không ạ? Người chiến thắng là anh Trần Nhậm. Và bây giờ sẽ có một phần quà rất là cute dành cho anh Trần Nhậm, dành cho người chiến thắng. Tiền mặt em. No! Anh thích một món quà đắt tiền hay là nhiều món quà mà lại rẻ tiền? Nó thích đắt tiền đó em ơi, nó thích đắt tiền đó. Nhiều món quà mà rẻ tiền thì cộng lại có bằng món quà đắt tiền không em? Có thể gần bằng đi. Gần bằng à? Thế anh chọn một món quà đắt tiền đi. Vậy là anh chọn quà theo trị giá đúng không? Đúng. Vậy đây là món quà của anh. Thôi cảm ơn em, cảm ơn em nhiều. Thật đi á, cái này mút giờ cũng được. Sau khi nhận phần thưởng xong, bây giờ anh sẽ ra hình phạt cho. Thôi xong rồi, bọn mình giao chứng cho ác rồi. Bây giờ em đơn giản lắm, tại vì ở đây thì có những anh em gọi là cũng gặp nhau rồi, có những em chưa gặp nhau. Thì bây giờ em cũng hình phạt mới nảy ra thôi để thắm gọi là thắm thiết tình cảm anh em á. Bây giờ là tức là cứ bắt cặp hai người một cặp. Người này phải hôn lên vị trí mà thích nhất trên cơ thể của người kia. Ôi hay quá. Anh em mình vẫn vậy thôi. Anh em mình vẫn vậy thôi. Người mới mà. Anh em mình đơn giản. Ai đã nghi nghi rồi. Không nhưng mà em đã nghi nghi rồi. Em ưu tiên nhá, ưu tiên là phải người những người nào mà chưa quen biết nhau phải bắt cặp với nhau thì mới có gái gọi là gắn kết với nhau chứ đúng không? Chia tay đi hai anh ơi. Nhanh lắm. Lên đi anh em, lên đi, nào sao phải lên. Bạn thích cái gì nhất ở trên cơ thể tôi nhỉ? Tôi sẵn sàng trao nó cho bạn. Tôi thích ví tiền nhất, bạn đưa ví tiền bạn đây. bạn đây ví tiền tôi không có, tôi hay để ở đây lắm bạn. Thôi nhưng mà anh em ở đây bảo là chán bạn đẹp lắm nhưng mà tôi chưa đấy. Được chiêm ngưỡng bao giờ, anh em mình mới gặp nhau bạn ấy, à? Bạn chưa chiêm ngưỡng nhưng mà để luôn rất nhiều người chiêm ngưỡng rồi bây giờ lâu. Thôi được chiêu ấy. Thôi anh chán lên đâu cho bạn thôi. Mời mọi người vén hộ mình, mọi người vén hộ mình. Trôi quá. Vén như vậy mà. Nào cúi rồi. Trôi quá. Nào, cứ quậy hôn vào môi này. Nào, cúi ốc. Được lại. Em xin phép đi cắt chán ạ. Đây là anh hôn chỗ nào chung đấy? Là hôn chung à? À, đôi môi. Nói rồi, không được rút lại. Ý tôi nói là đôi môi bạn không phải là điểm tôi thích nhất. À, ừ, hiểu rồi. Bạn thứ tư. Thôi, tôi thích cái đôi mắt bạn, cho tôi hôn vào cái bên cạnh mắt này, nhanh. Thôi bạn khô giáo rồi nhá. Cao Xuân Tài, Minh Thị. Em dễ lắm. Anh thích nhất là tóc của em. Leo lên tóc rồi đúng không? Đúng rồi. Em thích nhất tay anh Tài. Bàn tay thì đã xong. Ok. Ôi cầm anh nhạt quá. Mời cặp tiếp theo. Bây giờ ông muốn tôi hôn vào đâu của ông? Tụi tôi. Nào. Khẩn trương. Oh no. Để tôi lấy cái Resona tôi lăn vào nó. Bây giờ tôi thấy ông hôn vào kẽ tai của tôi. Kẽ tai. Yeah. Yeah. Mọi người ra nhỉ? Anh Ngân thì hôn vào chân nhá. Đừng. Cái gì vậy? Đừng. Ui, mọi người đánh nhau rồi. Còn bên hôn này. Nhá. Alo. Hôn vào tì. Thôi. Hôn vào mi. Dành kì thì hôn vào mi. Cái này là mút mắt rồi anh. Rồi, vậy là đã xong hết rồi.
Thì ra mình đều có điểm mạnh trên người ha. Xin mời cả nhà về chỗ ạ. Rồi cô đi ở đây nha. Ok, cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của mọi người. Thật sự là một màn thi đấu vô cùng giải trí luôn. Còn bây giờ, xin mời Wani, em có muốn đổi người mà em đã đến đây để tỏ tình hay không? Xin mời em có thể kiểm tra thêm một lần nữa. Đây là danh sách. Bây giờ trước khi mà chúng ta biết được Wani thật sự đến đây vì ai, để tỏ tình với ai, thì đây là cơ hội cho chính chàng trai. Sau khi đã đồng hành cùng Wani qua rất nhiều những từ khóa để hiểu về cô ấy sơ sơ, sau đó là hiểu sâu hơn về những trò chơi, cá tính của cổ, động lực, niềm tin, mình có muốn cùng cô ấy kết nối, chia sẻ, thậm chí là nắm tay nhau đi về hay không? Đây là cơ hội của chính chàng trai. Xin mời mọi người sẽ xoay ghế lại. Em đã sẵn sàng chưa? Hồi hộp quá à. Thôi không sao, không sao. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng 3 2 1 hết giờ. Vẫn chưa có chiếc ghế nào xoay lại. Có em xoay lại nè, ghế của em không quay. À, ghế em không quay nhưng em tự quay luôn á hả? Xin lỗi, lâu lâu trục trặc kỹ thuật thôi. Nhưng mà chúng ta đã ghi nhận Trung Kê là người đã rung động với Wani. Giờ ghế mới quay nè, em cứ ngồi lại đó. Xin chào Trung Kê. Rồi, cảm ơn các chàng trai còn lại ha. Vậy thì trước khi đến với phần tỏ tình của em có muốn nghe những suy nghĩ thật sự của Trung Kê về một cô gái năng động như Wani không? Em ơi, em thương quá, em rất là muốn nghe ạ. Dạ, vậy thì chúng ta hãy dành một chút thời gian sân khấu này dành cho những tâm tư, những rung động của Trung Kê. Yeah. Trung Kê, Trung Kê, đây đây bạn ơi. Chào em. Anh ngồi dưới kia thì anh có thể nói rất là nhiều, mà khi anh đây đứng đối diện với cả em thì anh lại trong đầu anh chả có cái gì cả. Anh không biết nói gì cả, nhưng mà lúc nhìn em nhảy trên này ấy, thì anh gu con gái của anh là một người con gái kiểu năng động này, biết nhảy này. Hôm nay anh em dưới kia hỏi thì anh cũng trả lời như thế rồi. Anh bảo anh thích một người con gái kiểu năng động này, em rất là dễ thương. Em cảm ơn ạ, anh cũng rất dễ thương. Nhưng mà khi anh ngồi dưới kia thì anh đã biết là anh sẽ không phải là người con trai của em chọn rồi. Tại vì là qua những cái câu hỏi này thì bạn đó là một người bạn cũ của em. Và anh thì bây giờ em mới xuất hiện trong cuộc đời của anh. Anh chỉ muốn nói là hãy cứ là em bây giờ, em hãy thật là tự tin này. Hãy làm tất cả những cái gì mình thích. Tại vì em là một cô gái rất là đáng yêu. Và anh không biết tại sao mà khi nhìn em ý thì anh cảm thấy có một cái gì đó tuổi trẻ của anh ở trong em. Thế ạ, em cảm ơn anh. Anh Trung Kê cũng rất là dễ thương. Từ lúc đầu chương trình tới giờ anh Trung Kê là người nói chuyện với em khá nhiều. Tại vì anh thấy em khá là run ấy. Ngày trước anh cũng rất là run khi đứng trước một chương trình rộng như thế này và nhiều người xem này, anh cũng rất là run, anh hiểu cảm giác đấy. Anh muốn chỉ muốn tạo cho em cái cảm giác thoải mái thôi. Tại vì là đối với một người con gái ấy, thì cái cảm giác bên cạnh người đàn ông của họ thì anh nghĩ cái quan trọng nhất đối với anh nghĩ là đem lại sự thoải mái và em chính là con người thật của em. Anh nghĩ vậy. Dạ. Mọi người ơi, cho tôi ôm bạn ấy một cái được không? Cứ ôm thôi mọi người ơi. Tôi hỏi thôi chứ tôi ôm tận hai cái cơ. Cuộc đời anh vốn chỉ là đường thẳng mà thôi. Và sau tình yêu em, anh dễ ngang qua. Vài người vội đỡ anh đến rồi đi. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ, em cảm ơn anh. Em dễ thương thật đấy. Ok. Đi đâu ấy? Đây, cái nét dễ thương của Trung Kê, em dễ thương. Để bóng.
Chung kê, dạ. Em bỏ tình giùm em chạy mất tiêu lỡ người ta ừ cái em không kịp giùm thì sao? Nhưng mà em biết là em đợi tàu hỏa ở sân bay rồi, em nghĩ em không có hy vọng gì đâu. Tại vì bạn đến chương trình là bạn sẽ chọn một người mà bạn ấy thích từ trước rồi. Em bi quan vậy hả? Vậy em lên đây làm gì để mà em tỏ tình xong dạ em vâng. chạy mất? Em mất niềm tin vào con gái, nhất là những bạn xinh. Ôi thể nào mất niềm tin vào con gái, thể nào mà như thế này. Thể nào mà như thế này. Sao vậy Winnie, em có xúc động trước những chia sẻ của Chung Kê không? Xúc động là khác mà rung động là khác nha. Em thấy rất là xúc động, cảm động, thấy rất là vui vì có lần đầu tiên có một người con trai đứng trước mặt đông người và nói khen em và nói như thế á. Và cũng là người rất là bất chấp đúng không? Có thể là em đến đây vì người khác nhưng mà người ấy vẫn nguyện là để cho em biết những điểm mạnh. Dạ. Hai. Tí ông à, từ chối là không xong với tôi đâu đấy nhá. Bây giờ mới là câu trả lời thật từ cô gái nè. Em có chấp nhận lời chia sẻ của Trung Kê hay không? Chốt lên, đúng không? Suy nghĩ đi. Thật ra là anh Trung Kê là người rất dễ thương nhưng mà... Rồi. Nhưng mà cái lúc anh như này là... Hôm nay em đến đây là vì một người. Và em đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để thể hiện trong ngày hôm nay với anh ấy. Nói chung là em chấp nhận luôn đúng không? Là không yêu nhau cũng không sao, không phải là gì của nhau cũng không sao, miễn sao là em được thổ lộ hết những suy nghĩ thật của em trong suốt thời gian qua. Nếu như mà yêu nhau được thì tốt quá. Còn nếu không yêu nhau được thì dù sao em cũng đã làm cô gái can đảm nhất thế giới. Dạ. Góc nhà đáng yêu. Dạ. Tim của em thật à. Vâng ạ. Em cũng phải sát múa vào tim hai lần mới chịu ý. Thế thì nếu như mà Trung Kê, một anh chàng được mọi người yêu mến như vậy vẫn không phải là người sẽ khiến cho trái tim Winnie rung động, vậy ai trong số 8 chàng trai còn lại là người mà cô ấy đã đến đây để tỏ tình? Bây giờ chúng ta sẽ biết được điều đó. Xin mời Winnie và không gian riêng của cô ấy với chàng trai. Muốn hẹn hò cùng các chàng trai chín chắn và các cô nàng xinh xắn tại app Wow Day ngay. Loa loa loa, lệnh khẩn ban bố cáo trạng khắp cả nước về vụ cướp kinh hoàng của một phạm nhân đã tẩu thoát. Bức họa đính kèm dung nhan phạm nhân, ai nhìn thấy phạm nhân nhanh chóng bắt giữ. Rồi bị bắt rồi. Sợ quá vậy? Mặt ai vậy? Ai vậy? Lên Trung Kê, ai vậy Trung Kê? Bắt em. Sao đen vui vậy? Nhưng mà không nhận ra, tối quá. Anh xem à. Ai đấy? Ai vậy? Sao trông giống mình đấy. Đem lại đây, đem lại đây. Mà. Đem lại đây anh em, mình làm gì có ai da đen đâu mà bắt. Ôi giống thằng Vũ Thịnh quá vậy. Ôi giống em quá ha. Tóc kiểu che hết luôn á. Không, nhìn cái miệng này là thằng Tú. Cái miệng thì lại không giống em. Sao có mục rùi ở dưới nữa. Miệng này là Tú, nhìn nè. Cái miệng này rộng lắm. Cái này là Vũ Thịnh rồi. Giống cả một trong hai người đấy luôn. Ờ, giống tôi đúng không anh em? Giống Thịnh, tóc có để mái. Ờ, để mái giống tôi nè. Nhưng mà sao lại nhìn ra bằng Minty nhờ? Càng nhìn càng ra Minty nhờ? Đúng, hơi đấy. Không, mắt em làm gì to như vậy? Sao người ta nhìn sang nếu mà in cái ảnh nó tối om ấy nhở? Chắc chắn không phải Vũ Thịnh, tại không có cái trán. Đúng rồi. Tóc có che hết rồi anh em sao nhở? Che rồi. Kìa. Rồi, chuẩn bị bắt rồi. Sợ quá. Rồi, sợ thế. Ôi. Bên kia. Nhìn ông anh này giống khá bảnh quá. Anh ấy không phải em. Không phải em.
Đố anh bắt được em đấy. Đố các anh bắt được em. Đố anh bắt được em đấy. Rồi xong, đấy chưa? Đoán mà. Chào bạn nhá. Cứu, có cứu không bạn? Đâu, không cứu đâu. Kệ nó. Chói ơi, chói ơi. Chói à? Ôi thôi xong rồi. À, đây có phải là penthouse trên Đà Lạt không? Mặt vui vui, xạo xạo. Mặt, kiểu, mặt này kiểu đúng ý ấy. Mặt kiểu mãn nguyện đi. Hôm nay anh lại bị bắt không? Anh không biết. Nhìn thì cũng đẹp trai đấy, nhưng mà lại làm ăn cướp. What? Sao lại là ăn cướp? Hôm nay em đến đây hỏi tội bởi vì anh đã cướp mất trái tim của em rồi đó. Thế bây giờ làm thế nào để anh có thể bù đắp được cho em? Hôm nay sẽ có một cuộc thương lượng. Anh sẽ phải trả lời một câu hỏi của em. Nhưng mà trước khi anh trả lời, em có thể cởi trói cho anh được không? Thôi đừng cởi. Chứ còn... Thôi, nó là sói đó. Thật sự thì hôm nay anh rất là bất ngờ và ngạc nhiên. Anh không nghĩ là em sẽ đến đây, là em sẽ tỏ tình với anh. Bởi vì là anh thật sự để mà nói thì rất nhiều anh em ở đây thì đều là những người đồng nghiệp cùng anh. Anh nghĩ là em sẽ tới đây vì có thể là vì Hưng chẳng hạn. Bởi vì Hưng là một cái người đi đầu cho cái chương trình video mà đến. Hay là anh Ngân hay là anh Jayki cũng là những người mà đã có rất nhiều hit, rất nổi tiếng rồi. Hay là anh Thịnh hát rất là hay, anh Xuân Tài thì là Nam Vương rồi, hay là Nhậm rất là hot. Thì thực sự là hôm nay em đến đây vì anh thì anh thấy rất là bất ngờ. Đến giờ anh vẫn còn chưa định hình lại được. Thật ra thì hôm nay em cũng không có định tới đây đâu, nhưng mà em cũng sợ anh khó xử. Nhưng mà bây giờ em thích anh thích quá rồi, chả biết là phải làm sao để hết trơn. Nên là em đã đăng ký tham gia chương trình này luôn. Bay đi người trên trời đất, có sao vô tình. Anh biết em thích anh từ khi nào không? Anh không, bởi vì là rõ ràng là anh em mình đang là những người anh em chơi với nhau rất là vui. Nhưng anh không có để ý nhiều về vấn đề tình cảm trai gái giữa anh với em. Thế hôm nay anh có thấy em khác không? Anh thấy em vẫn thế, chỉ có khác là em đẹp hơn mọi ngày thôi. À, đúng rồi, bởi vì hôm nay là ngày quan trọng của em. Bây giờ em sẽ cho anh biết về những giai đoạn của mình nha. Bây giờ anh có thể cõng em được không? Cõng em á? Vâng. Cõng em. Ok, nhưng mà cõng em tại chỗ hay là đi một vòng hay là... Một vòng, em thích đi xung quanh khu vườn này. Đây là khu vườn nhà em. À, khu vườn nhà em. Ok. Ok, như thế nào? Em là anh dương của mặt trời, như là anh trăng treo đầu non, là ánh sáng của cuộc đời khi bình minh lên. Anh là trái đất xoay quanh người, qua hàng thế kỷ không đổi thay, lặng lẽ đưa gió mới qua đời xanh đêm màu nắng. Cái ngày mà em chia tay bạn trai cũ, lúc đó em với lại là em gái của em đi nhậu. Hôm đó em rất là xỉn, ở dưới chung cư em đã bị ngã. Lúc đó anh đi đâu đó chạy ngang qua. Hôm đó anh đã phải bồng em lên nhà, cõng em lên nhà. Bởi vì hôm đó em quá mệt, say quá, em không có thể tự lên được.
Rồi, anh nhớ rồi, anh nhớ rồi. Không chỉ lúc em ngã đâu, anh có thể cõng em cả đời cũng được. Nhớ mồm nha. Từ khoan, lúc đó em chưa có thích anh đâu, mà chỉ là có cảm tình với anh thôi. Anh lại ngồi đi. Lần đầu tiên anh cõng em, hôm đó em say xỉn anh cõng em thì em cũng chỉ thấy anh dễ thương thôi, có cảm tình với anh thôi. Rồi sau đó anh có nhớ cái hôm mà em khóc ở dưới chung cư không? Anh lại không nhớ nữa đúng không? Có, hôm khóc thì nhớ. Có nhớ hôm khóc. Cái hôm mà em cãi nhau với Dung á. À có, rồi rồi. Xong rồi anh đi... rồi xong rồi anh với em còn đứng nói chuyện với nhau đến sáng đúng không? Dạ, nói chuyện rất là lâu. Đúng rồi. Lúc đó em đã khóc và chạy xuống dưới sảnh chung cư. Và em cũng không nghĩ là anh lại chạy theo em và dỗ dành em và cho em những lời khuyên, động viên em rất là nhiều. Tự nhiên ngày hôm đó em thấy anh rất là dễ thương. Xong rồi những ngày sau đó thì em và anh cũng không nói chuyện gì nhiều nữa đúng không? Đúng rồi, bởi vì là anh cũng phải về lại Hà Nội để lo công việc nhiều cái. Dạ. Xong mãi sau này thì bọn mình mới gặp lại nhau. Thì sau cái ngày hôm đó, thời gian còn lại thì em cũng có tìm hiểu về anh. Càng tìm hiểu thì em càng thấy thích anh hơn. À, cái hôm ngồi dưới sảnh đợi taxi á, mình có một bữa hẹn đi ăn đó. À. Anh cũng không để ý chứ gì. Sao cái chuyện này anh thấy nó hơi giống giống cái chuyện mà em nhắn tin nhầm cho Hưng ấy nhỉ? Bây giờ em có một bất ngờ dành cho anh. Bất ngờ gì nào? Anh lại kia đứng đi. Anh quay lưng đi đi. Oh no. Kỷ niệm gì cũng quên hết trơn á. Sao em đấm anh đau thật sự luôn ấy, anh có đau ấy. Thì em cố tình để anh đau mà, anh có nhớ cái gì đâu. Không, đau, đây là đau về mặt thể xác, thà em làm đau anh là tinh thần thì ok, nhưng mà đau thể xác là về là anh phải chữa xương sống ấy. Em không đỡ làm anh đau về mặt tinh thần đâu, chỉ có anh mới làm em đau về mặt tinh thần ý. Những kỷ niệm đó đối với em khiến trái tim em rất là rung động. Nhưng anh thì chả nhớ gì cả, thế thì đáng bị đánh là gì. Thế thì em đánh em thêm nữa đi, đánh nhiều vào. đánh đấm luôn để bọn anh giúp cho. Ok, em sẽ đánh anh nhưng mà lát nữa nha. Oh no. Ok, bây giờ em lại có bất ngờ khác cho anh đây. Anh có bên kia đúng. Bây giờ anh nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại đi. Không được nói gì, không được mở mắt nha. Anh đã được mở chưa? Em đã nói không được nói rồi mà anh vẫn cứ nói nhở. Em biết ngay là anh sẽ nói nên em mới ra ký hiệu cho anh im lặng đó. À ok, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Thôi, nhưng mà dù sao anh cũng nói rồi cho nên là cái ván này anh mất luôn. Vẫn chưa có bất ngờ gì đâu. Thế là lúc đấy là em chạm môi vào môi của anh hay chạm tay vào môi của anh? Em chỉ ra ký hiệu cho anh im lặng thôi chứ em chả có chạm môi gì anh cả. À, ra anh tưởng mở đúng không? Bây giờ anh có muốn nhận quà không? Có chứ, ai chẳng muốn được nhận quà. Đặc biệt là trong một khung cảnh lãng mạn như thế này. Ok, vậy chờ em chút nha. Giờ em tặng quà thiệt nè. Em xé tay ra đi. Em là ánh dương của mặt trời, như là ánh trăng treo đầu non, là ánh sáng của cuộc đời anh khi bình minh lên. Trái đất xoay quanh người, qua hàng thế kỷ không đổi thay, lặng lẽ đưa gió bay qua đời xanh đêm màu nắng. Tay em lạnh thế. Oh no. Im lặng cái con nhỉ. Bỏ tay ra.
Bình tĩnh, bình tĩnh. Trời, anh nghĩ khúc này lãng mạn lắm mà anh phá không gian rồi đi. Đoạn này đang rất là lãng mạn. Nếu anh là em, anh tát vào mặt nó. What? Phải tôi rồi, tát cho mấy phát. Mà em tính làm thêm cái gì em quên tiêu rồi. Thôi bây giờ mình đi trồng cây luôn đi. Đi trồng cây. Tủ này tổ tình hay là tổ hài ra. Đây là những hạt mầm. À, cái này để làm gì nhỉ? Anh có để ý là cái ban công nhà em có rất nhiều cây không? À, có. Đúng không? Ừ. Em rất thích trồng cây. Bởi vì trồng cây nó không đơn giản chỉ là trồng cây, mà là nó còn mang một cái ý nghĩa. Đó là một sự mới mẻ, một năng lượng. Một cái gì đó nó sẽ sinh sôi nảy nở. Mà em... Thôi giờ mình trồng đi. Em nghĩ là nãy giờ em làm lãng mạn lắm, nhưng mà nãy giờ nó không có được lãng mạn lắm rồi, nên là giờ mình sẽ trồng cây luôn ha. Ok, thì em chỉ anh cách trồng đi. Đào đất lên. Đào đất lên. Chọc vào đây này. Anh cả trồng, anh phải cả tưởng tượng là anh đang ươm mầm tình yêu, anh hiểu không? À, okay. Ươm mầm một cái gì đó. Dễ sẽ đổ hạt vào đây. À. Đấy, đúng rồi. Thật ra hôm nay em dự định làm rất là nhiều điều lãng mạn, nhưng mà không hiểu sao anh phá quá với cả cộng thêm em run quá nữa, cho nên em đã quên hết rồi. Thôi bây giờ mình cầm tay nhau nha. Ok, bây giờ em có thể truyền cho anh cái hơi ấm của em. Truyền... À, bọn mình truyền năng lượng cho nhau nào. Đấy... Hít vào. Anh đừng có ý điên nữa, anh nghiêm túc một chút được không? Lãng mạn cái coi, thằng này. Nào, một phút nghiêm túc. Bây giờ anh có thể nhìn vào mắt của em có được không? Nếu anh muốn say bia, tại sao không say em đây này? Vì say bia sẽ khiến anh thêm đau lòng. Nếu anh là mưa ngâu, thì em sẽ không mang theo dù. Vì em muốn chìm vào cơn mưa thật lâu. Thân biết anh không thấy chán à? Tình 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 tác tìm em sao mãi hoài lang thang? Về nhà ở với em đi được không? Về đây. Dù ngoài kia bão táp mưa giông, lại gần đây em ngóng em trông như hoa hướng dương hương ánh mặt trời. Hẹn thường chỉ không kế bên em, trái trong xanh còn có nắng vàng, sẵn sàng yêu. Qua trong em vẫn ngờ hai từ giờ làm em thẫn thờ. Em yêu anh như cây yêu mưa, thế anh đã thấy yêu em chưa? You are not a superstar, nhưng mà vẫn phát sáng ở sau khi ghét ta. Là một trong hai ta chẳng còn lại nơi đây. Không nói ra lúc này thì là lúc nào nữa anh à? Tình 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 ta còn cua bỏ ngang và ăn kia làm bạn thân biết anh không thấy chán. Tìm em sao mãi hỏi lang thang, về nhà ở với em đi
thương. Tú ơi, về nhé. Thật sự là hôm nay em làm cho anh rất là cảm động và rất là cảm thấy rất là trân trọng tất cả những người anh em đã hỗ trợ, những người bạn, kể cả em. Và đó là câu hỏi cuối cùng mà em muốn hỏi anh. Đó cũng là lý do, mục đích chính mà em đã tới đây ngày hôm nay. Thì để mà nói thật lòng thì anh cũng có một tình cảm với em. Bởi vì nói gì nói ở cạnh nhau một thời gian mà cũng lâu rồi. Nhiều khi anh rất là sợ bởi vì là khi mà đã chơi với nhau thân quá mà khi mình có tình cảm với nhau thì mình sẽ mất đi cái mối quan hệ đó. Thật sự là hôm nay em làm anh rất là cảm thấy là cảm động. Em có lạnh không? Oh no. Okay. Anh lại phá cái gì nữa vậy? Tức. Không, em giơ tay ra là sao? Để yên, anh đứng yên đi, lại nha. Bây giờ anh có về với em không? À, nếu như bây giờ là anh nắm tay em là mình sẽ về nhà luôn hả? Thật kỳ quá. Anh lại em run với lại lộn xộn nữa rồi. Anh yêu rồi. Bây giờ anh có về với em không? Nếu anh muốn say bia, tại sao không say em đây này? Vì say bia sẽ khiến anh thêm đau đầu. Nếu anh là mưa ngâu thì em sẽ không mang theo dù, vì em muốn chìm vào cơn mưa thật lâu. Của em có cái gì này? Bạn tôi thoát ế rồi. Mọi người ơi, vậy là sau màn tỏ tình này á, là tụi mình không gặp lại Nguyễn Minh Tú ở trong chương trình nữa rồi. Thôi anh em mình cùng tề tụ là mình tạm biệt và Nguyễn Minh Tú đi về nhà với người yêu luôn nha. Quan trọng là mọi người lên chung vui, luôn lên chung vui với em đi. Lên chung vui hả? Hỏi nhà trai dạ, là xin được giới thiệu, đây là cặp đôi đầu tiên ra về từ trước đến giờ, từ đầu mùa chị dẫn tới giờ ở trong đây, em hỏi nhà gái nha. Chị ơi, chị ơi mát tay rồi. Chị ơi mát tay rồi, chị ơi mát tay rồi. Phát ế rồi. Tú ơi, cảm xúc của em thế nào đây? Dạ, cảm xúc của em thì em rất là vui. Em rất là vui sướng khi mà ngày hôm nay là một ngày rất là trọn vẹn. Sao lại có cả anh em rồi các chị ở đây quây quần đây nữa. Cái là đám cưới thật rồi mọi người ơi.
À, nhưng mà không có bông biếu nhá. Vừa có anh em lại vừa có bạn gái. Ủa em, hôm nay em biết trước là em sẽ làm chú rể luôn đó. Chị thấy em mặc đồ dress code cũng hợp lắm đó. Không, thực ra hôm nay là em chỉ định mặc đồ này để mặc đồ đôi với cả Hưng thôi. Nhưng mà em không nghĩ là lại mình hôm nay được làm chú rể này. Dạ, tự nhiên nhìn lại cũng thấy hợp đó nhở. Nhưng mà khi mà hai bạn sẽ thành một đôi đầu tiên của Tỏ Tình Hoàng Mỹ, phải nhờ công của Worry rất là nhiều đó. Có ai đến đây mà thay 8 bộ đồ, bao nhiêu là bạn dancer tới. Đúng rồi. Đầu tư về quan sát đẹp đó. Phải siêu lòng thôi. Bây giờ mỗi người mình sẽ chúc cho Tú thật là nhiều những tình yêu nè, hạnh phúc và niềm vui sắp tới đó nha. Đó, Missy. Hôm nay em thấy rất là được nhiều cảm xúc ấy, khi mà chứng kiến được một cặp đôi lần đầu tiên ở trong chương trình mình mà ghép cặp thành công ấy. Nó rất là lạ. Cũng mong là sớm em cũng được đi về chứ hồi hộp quá. Chúc mừng bạn. Xin vía để chúng ta sẽ đi về. Không bao giờ nghiêm túc được. Cũng sẽ tìm được một nửa của mình giống như Wani. Tại vì sự ngọt ngào của cô ấy nè, sự chuẩn bị công phu nè, quan trọng là tình cảm nữa. Và đã chạm được sự rung động của Nguyễn Minh Tú. Mọi người cũng rất là hạnh phúc bởi vì em đã rung động với cô bé đáng yêu này. Nhưng nhớ nha, nhà là phải có nóc. Cô ấy sẽ rau. À, luôn giữ Minh Tú có sợ chưa? Đùa thôi. Nhưng mà nếu chúng ta quá sợ hãi thì làm sao mở lòng ra để đón chào những ngọt ngào sắp tới trong tình yêu. Và thưa quý vị, cặp đôi đầu tiên của Tỏ Tình Hoàng Mỹ đã ghép đôi thành công với một sợi chỉ hồng. Với sự chúc phúc của tất cả các chàng trai còn lại và cả Hà Trinh nữa, cùng quý vị khán giả hẳn là rất là mừng rỡ cho Nguyễn Minh Tú cuối cùng đã tìm được một nửa của mình. Và mọi người đừng lo, buổi hẹn hò đầu tiên còn hoành tráng hơn nữa, ngọt ngào hơn nữa sẽ do ứng dụng hẹn hò Wowday tài trợ cho cả hai bạn Wendy và bạn Nguyễn Minh Tú. Các bạn có thích món quà này của Wowday không ạ? Có ạ, em rất là hào hức, không biết là cái buổi hẹn hò tới nó sẽ trong một khung cảnh như thế nào. Wendy, em thích không? Anh chọn du thuyền đi, xong rồi wow. Hoa nướng các kiểu. Em cũng thích du thuyền. Đấy, tất cả Wowday sẽ tài trợ cho mình mà. Có gì thì em thì ưu tiên là nên ở trong tiệm internet. Mình thích xem cái gì mình bật lên mình xem luôn. Đấy, và mình tiết kiệm chi phí nữa. Đồ uống thì có order lên. Em không biết khi nào anh ấy rời khỏi cái ghế này luôn. Cái này là vừa lòng chưa? Anh bịt đồ, anh bịt một mình lại đâu á. Em gì đã không nói rồi. Còn bây giờ hãy dùng khoảnh khắc này để chào tạm biệt Nguyễn Minh Tú và Wani. Dạ, cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye. Tạm biệt các bạn, hãy cùng nắm tay con gái của mình ra về nhé. Tạm biệt. Rồi, cánh cửa tay của mình tiến đến mái nhà có nóc của mình nha. Dạ ok, tạm biệt mọi người nha. Chúc con đàn chào đúng nha. Nhớ chiếc thư nha, lâu lâu về thăm chương trình nha. Em dẫn anh Tú về đây. Tạm biệt mọi người. Chúng ta ở trong bức tranh cùng gió mây, cùng em và anh yêu em, anh yêu nhiều lắm và anh sẽ nói không bằng. Sao tự nhiên mình nổi da gà nhờ. Sao vậy, em có muốn được đi về không? Số sau tới em. Mọi người có để ý không, ngày hôm nay cái phần tỏ tình đó rất là đơn giản. Đơn giản có nghĩa là cái sự mộc mạc trong tâm tình á. Bạn ấy đôi khi còn ngượng ngùng, có khi bạn không biết phải diễn đạt như thế nào về cái nỗi lòng của mình nữa. Tú cũng không có chuẩn bị trước, cũng hơi bất ngờ, nhưng mà lại thành công. Nên tất cả những sự chuẩn bị cầu kỳ cách mấy, nếu mà không có sự chân tình thì cũng không có chạm vào trái tim của các chàng trai. Chúng tôi cũng hy vọng rằng những phần tiếp theo này chúng ta sẽ còn có thật nhiều những chân tình và những sự rung động từ hai phía. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn ứng dụng hẹn hò Wowday đã đồng hành cùng với chương trình và xin chúc cho các cặp đôi những trái tim yêu nhau sẽ tìm được với nhau và trở thành người yêu của nhau trong chương trình Tỏ Tình Hoàng Mỹ. Còn bây giờ chúng tôi xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Lên nhạc. Muốn hẹn hò cùng các chàng trai chín chắn và các cô nàng xinh xắn tại app Wowday ngay. Hôm nay có một gương mặt mới, đó chính là Gino. What's up, Gino? Chào bro.
Man. Ờ, xin chào tất cả mọi người, chúng ta đã đến đây cùng nhau và chúng ta sẽ chơi đùa cùng nhau. Yeah yeah. Yo. Yeah. Nghe đi cả. Mong mọi người sẽ chỉ giáo cho Gino nha. Biết đâu em ngồi số này em gặp người yêu của em về luôn đó. Dạ. Nên cố gắng hết sức tận hưởng cái khoảnh khắc này. Wow. Đúng tay chung nha. Chào các bạn đến với chương trình Tỏ Tình Hoang Mỹ. Hoàn